Và chúng ta bây giờ hãy nói tới tình hình ngắn hạn hơn đi thì các bạn thì được là sau một thời gian dài à, tăng trưởng trong vòng 20 thường nhớ là cho tới ngày hôm nay chúng ta đã tăng trưởng liên tục để thường chuyển qua cái biểu đồ của nến ngày đi thì cho tới ngày hôm nay thường nhớ là khoảng 27 ngày liên tục à, chúng ta đã có cái sự tăng trưởng khá tốt trong thị trường này từ cái mức là dưới 30.000 cho đến bây giờ là 27 ngày liên tục thì Tình hình bây giờ nó nếu như có một sự điều chỉnh cũng là một điều bình thường mà thôi Đương nhiên không gì mà tăng trưởng mãi được à, Cái điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó là tình hình này Thì đương nhiên các bạn thấy được là khi Bitcoin 35 ngàn đó Thì có người nói là bull trap có nghĩa là khi mà giá cả tăng trưởng đó lúc này khi mà giá cả đi xuống trong một thời gian thì khi mà tăng trưởng đó thì nhiều người sẽ cho đó đó là cái thời điểm có thể nói gọi là bull trap nghĩa là, đây là một cái bẫy chi dụ người ta vào để mà mua mà thôi sau đó giá là tiếp tục đi xuống thì mức 35 ngàn cũng có người cho là bô trap ở mức 40.000, cũng có người cho là bô trap ở mức 45.000, cũng là bô trap, sau này 50.000, 60.000 cũng là bô trap thì chúng ta có phải là đang nằm ở cho một cái bô trap một cái bẫy để mà dụ người ta vào mua sau đó giá cả sẽ tiếp tục cái xuống đi xuống hay không đương nhiên là thuận không biết nhưng mà thuận sẽ chia sẻ một số những cái cách nhìn của thuận với các bạn điều mà làm cho thuận đó không có tin tưởng vào cái lý thuyết là bô trap lắm là những cái người mà thường hay nói bô trap đó thì họ cứ liên tục là thay đổi cái con số có nghĩa là trước đó là 35 mươi ngàn sau đó là 40 000 rồi tới đó là 45 000 cứ tiếp tục đẩy con số đó lên và nói là con số kế tiếp sẽ là bull trap. Cho nên thường không có nhiều lòng tin về cái lý thuyết đó. Và chúng ta nhìn tổng quát đó thì các bạn thấy được là sự thật. thường đã chia sẻ với các bạn, nhiều bạn nghĩ là thường chỉ thích chia sẻ những thông tin tốt trong thị trường này mà thôi, cái đó không phải. Nhưng mà nào mà theo dõi thường một thời gian cũng đã biết là thông tin tốt hay là thông tin xấu thường đều chia sẻ và thường chia sẻ cách nhìn của thường với các bạn thì sự thật giống như là thường đã chia sẻ với các bạn trong thời gian mấy tuần qua khi mà giá cả tăng trưởng cái đợt này đó một trong điều chúng ta không có thấy đó chính là hoạt động của những cái tổ chức đầu tư các bạn thấy rất rõ ràng nè cho đến ngày hôm nay đó cái chỉ số grayscale premium vẫn là con số âm trừ 13,88% thậm chí các bạn thấy được là trong vòng mấy ngày qua đó tiếp tục thấy cái điều màu vàng này đi xuống có nghĩa là chúng ta thấy cái khoảng cách giữa cái cổ phần GBTC với giá Bitcoin nó ngày nó lại càng xa hơn và cái giá của GBTC tiếp tục thấp hơn là giá của Bitcoin có nghĩa là chúng ta không thấy dấu hiệu là những cái nhà đầu tư lớn họ vào thị trường này để mà thu mua Bitcoin cho nên chúng ta mới thấy cái đường màu vàng này đi xuống tôi đã chia sẻ với các bạn điều này và thêm vào đó nữa là tình hình của những nhà đầu tư lớn đó, đây là tài liệu mới nhất của CoinShares thì CoinShares thống kê ra những cái quỹ đầu tư crypto thì họ thống kê hàng tuần là cái số lượng tiền rời khỏi quỹ hay là nạp vào rời khỏi quỹ có nghĩa người ta rút ra còn nạp vào có nghĩa là người ta có lòng tin về thị trường này thì một tuần hai tuần ba tuần bốn tuần năm tuần sáu tuần sáu tuần liên tục các bạn thấy được là tình hình đó là những quỹ đầu tư lớn của crypto đó là họ có hiện tượng khách hàng của họ rút tiền Tức không phải là nạp vào điều này có đáng lo hay không thì các bạn thấy được khi chúng ta so sánh những cái thanh màu À, xanh này đó thì đương nhiên 6 tuần qua hiện tượng rút tiền nhưng mà các bạn thấy được là cái tình hình rút cũng không có nhiều, không có đáng kể. Điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn đó là cái sự thật là chúng ta chưa thấy những nhà đầu tư lớn như tổ chức đầu tư họ có dấu hiệu thu mua thị trường này. Cái mà chúng ta thấy đó là khi mà thị trường này tăng trưởng trong vòng hai mươi mấy ngày qua, cái mà thường thấy được đó chính là khi mà chúng ta à, nhìn vào Coin Day Destroy đi thì để thường zoom vào để các bạn thấy rõ ràng hơn thì Coiny Destroy đó là một chiến cách mà các bạn nhìn xem coi là cái số lượng Bitcoin di chuyển đó Ở trên mạng lưới nó có ý nghĩa nhiều hay là ít Thì khi mà cái đường màu vàng này tăng chứng mạnh đó Thì nó nói lên được hai điều Thứ nhất là có thể là chúng ta thấy được là có nhiều Bitcoin di chuyển Như Bitcoin nó có thể là không mua quá lâu nhưng mà đột ngột có nhiều Bitcoin di chuyển Thì có nghĩa là chúng ta có một cá vô nào đó di chuyển thứ hai là có thể là có ít bitcoin hơn di chuyển nhưng mà những bitcoin đó nó đã lưu trữ lâu dài cho nên cái chỉ số này sẽ tăng lên tại vì chỉ số này đó là con số di chuyển là bao nhiêu nhưng cho đã bao nhiêu lâu rồi chưa di chuyển khi dòng các bạn hiểu cách tính này thì hiểu cách đơn giản đưa mà bạn này tăng lên nghĩa là cái con số di chuyển đó đáng cần phải lưu ý các bạn được là tình hình là từ ngày 31 tháng 7 tới bây giờ đó là tình hình chúng ta không thấy động tĩnh nhiều cái Bitcoin mà có ý nghĩa lớn được di chuyển trên mạng lưới. Có nghĩa là chúng ta không thấy động tĩnh là người ta đem Bitcoin để mà bán. Và tuy là chúng ta không thấy dấu hiệu là những tổ chức đầu tư thu mua nhưng mà chúng ta ngược lại cũng có thấy được là cái số lượng Bitcoin đem lên trên sàn đó thì được thu mua. Có thể là không phải những tổ chức đầu tư nhưng mà là những nhà đầu tư mà có lòng tin tiếp tục ho đầu tiếp tục thu mua tích lũy thêm các bạn thấy được chúng ta có dấu hiệu là bị không được tích lũy nhưng mà có thể là những nhà đầu tư lâu dài tích lũy mà thôi cho nên các bạn mới thấy được đây là tài liệu bao nhiêu bitcoin nạp vào và rút ra tiếp tục các bạn thấy được là không có gì gọi là đáng kể hết số lượng nạp vào rút ra hình như là bằng nhau ngày này qua ngày nọ chúng ta nhìn vào tài liệu này à, đó chính là còn bao nhiêu bitcoin trên sàn thì các bạn thấy được cũng tương tự chúng ta thấy giá tăng trong vòng hai mấy ngày qua nhưng mà lại không có dấu hiệu là bitcoin đẩy lên trên sàn chúng ta thấy được cái sự à, tương tự liên quan tới Ethereum thì Ethereum đó cũng như vậy mà thôi chúng ta thấy có nhiều Ethereum rời khỏi sàn hay là nạp vào nhưng mà con số cũng không đáng kể có nghĩa là tình hình này Ethereum tăng giá nhưng mà cũng không thấy dấu hiệu là nhiều đẩy Ethereum lên và ngược lại các bạn hiểu được cái số lượng Ether đường màu xanh này đã càng ngày càng đi xuống có nghĩa là càng ngày càng ít Ethereum trên thị trường hơn thì đây là cái tình hình hiện bây giờ và nếu như mà nói tới là chúng ta có phải là đây là một sự tăng trưởng giả hay không và giá cao sẽ đi xuống thì Thuận không có lý do gì nghĩ đó là sự thật tại vì các bạn thấy được là tình hình bây giờ Ngoài những điều mà Thuận chia sẻ với các bạn Chúng ta còn có rất là nhiều những cái tình hình liên quan tới altcoin như là các bạn thấy được là có những thông tin rất là lớn Như là các bạn thấy được là Tim Cardano đã chính thức thông báo Mục tiêu là ngày 12 tới tháng 9 năm 2021 Cho các bạn nâng cấp Alonzo để có thể có được hợp đồng thông minh Ở trên mạng lưới của Cardano, đây là thông tin rất là lớn và sau này các bạn thì chúng ta cũng sẽ có những cái thông tin như là liên quan tới Ether 2.0 Và nói tới đây đó thì những bạn nào mà yêu thích Cardano và muốn tìm hiểu staking các bạn có thể tìm hiểu uh, staking với cộng đồng của thùng Capital thông qua cái stake pool là TAVN Nhưng mà nào mà có thú đó thì tôi sẽ để lại cái thông tin ở bên dưới cái video này để các bạn có thể tìm hiểu uh, bài viết này liên quan tới làm sao để tham gia staking và tham gia vào nhóm staking telegram Nhưng mà các bạn thấy được là tinh hình đó thì chúng ta lại thấy có rất là nhiều những o đó đã đạt đỉnh mới đây không phải là cái tình hình mà chúng ta đã thấy mùa đông của năm 2018 các bạn thấy được là trên trang web này đó là chính là all time high coin index thì chúng ta đã thấy được là những đồng như là Cardano đã gần tới cái đỉnh các bạn thấy được là cái đỉnh trước đó là hai đồng 45 cent bây giờ đó đi hùng refresh trang này lại đây các bạn thấy được bây giờ là hai đồng 12 cent cho một đồng Cardano Chúng ta thấy được là những đồng như là đồng Solana đã đạt cái đỉnh mới các bạn được là 72 đô Các bạn thấy là trong cái thời điểm như là mùa đông của năm 2018 đó chúng ta không thấy là những cái đồng ở con cứ tăng trưởng và tăng trưởng và tiếp tục tới gần cái đỉnh hay là đạt đỉnh mới. Đây không phải là tình hình mà chúng ta thấy của năm 2018. Cộng vào đó nữa, để các bạn thấy được là cái sự hứng thú liên quan tới đồng Dogecoin lại tiếp tục tăng trưởng và thường các bạn thấy được đồng Dogecoin thì tăng trưởng mạnh trong mùa bull run mà thôi. Thì các bạn thấy được là trong vòng 24 tiếng đồng hồ đó khối lượng giao dịch của đồng Dogecoin là 8 tỷ đô la, nhiều hơn là ngay cả Cardano là đồng đứng hạng thứ ba bây giờ là chỉ có 4,94 tỷ mà thôi đồng Dogecoin các bạn có thể thích, các bạn có thể không thích Đối với Thuận đó, thì rất rõ ràng là các bạn thấy được là cái sự hứng thú liên quan tới đồng Dogecoin không hề nhỏ như là các bạn thấy được là cái số lượng giao dịch trong vòng chỉ một ngày thôi đã là 8 tỷ đô la và rất nhiều những ứng dụng bây giờ cho các bạn tiếp cận đồng Dogecoin, thậm chí những ứng dụng như là Weibo à, hay là Robinhood, những ứng dụng mà cho các bạn giao dịch stock đó cũng do các bạn giao dịch Dogecoin thì Dogecoin là một trong những đồng mà thường nghĩ là những người mới có thể là họ cảm thấy được là nó có cái gì đó thu hút nó mắc cười hay là nó không có làm cho nhiều người cảm thấy khó hiểu như là Bitcoin có thể là một trong những cánh cửa tốt hơn cả Bitcoin để mà dẫn người mới vào trong thị trường này và thêm vào đó các bạn thì chúng ta lại tiếp tục và tiếp tục nhận được nhiều cái thông tin là những công ty đã từ 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 tiến vào thị trường này chúng ta đã biết là những cái công ty như là ngân hàng thì đương nhiên là những hàng họ có cái lợi riêng của họ để mình tham gia thị trường này những công ty đầu tư cũng như vậy như là Morgan Stanley nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta nghe nói tới Amazon muốn mướn những người mà biết về crypto bây giờ siêu thị Walmart công ty lớn nhất thế giới về doanh thu với 548.000 tỷ đô la theo danh sách Fortune 500 vào năm 2020 và công ty này đang tìm người lãnh đạo sản phẩm crypto. Kế tiếp nữa là chúng ta thấy là Sở Dịch vụ Tài chính New York NYDFS đang tìm một phó giám đốc về crypto. Vai trò phó tổng giám đốc này đó là thuộc bộ phận nghiên cứu và đổi mới và đặc biệt tập trung vào cái loại crypto và blockchain. Có nghĩa là các bạn thấy được là cái tiểu bang New York này là họ đang tìm kiếm những cái người một cái phó giám đốc mà có thể giúp cho họ quản lý thị trường crypto này đương nhiên mướn người quản lý tại vì sao tại vì cái nhu cầu đó là không thể đẩy lùi được các bạn thấy được là nhu cầu không chỉ là những người như thùng mà các bạn ủng hộ bây giờ là ngân hàng đã đổ vào các bạn thấy được là amazon cũng muốn vào thị trường này các bạn thấy được là walmart bây giờ cũng muốn vào thị trường này cho nên tương lai không thể thay đổi được cho nên bây giờ các bạn thấy được là quốc hội của Hoa Kỳ mới nhanh chóng muốn ra những luật liên quan đến crypto và ngay cả tiểu bang New York cũng muốn nhanh chóng đi ra luật riêng để mà quản lý thị trường này. Tại vì sao? Tại vì thị trường này nó sẽ lớn mạnh nhanh hơn là mọi người nghĩ Và cuối cùng là công ty CryptoCoin đã nạp đơn SEC để cho quỹ Ethereum ETF được hỗ trợ Và cái quỹ ETF này đó là sẽ có đồng Ethereum thật sự Và nếu được chấp thuận đó, thì quỹ CryptoCoin Ethereum ETF sẽ là một quỹ được giao dịch trên sàn CBOE Và đồng Ethereum sẽ được lưu trữ bởi công ty Gemini, sàn Gemini đó. Thì chúng ta có biết là bây giờ đó là một trong những cái thông tin lớn là chúng ta sẽ có một Bitcoin ETF. Đương nhiên Chủ tịch của SEC Gary Gensler nói là cái Bitcoin ETF này có thể là mới đầu là cho thông qua một Bitcoin ETF dựa vào hợp đồng tương lai giống như là hợp đồng tương lai của sàn CME mà thôi. Nhưng mà điều mà chúng ta muốn là có những cái quỹ đầu tư ETF mà có Bitcoin thật sự Và team thật sự bây giờ có rất là nhiều những cái đề xuất ETF đang chờ đợi được duyệt Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi mà thôi Thì những cái thông tin này cho các bạn thấy được là tình hình nó không có giống năm 2018 như bây nào mà đã trải qua Thì cũng đã hiểu Đương nhiên Thường chỉ có thể chia sẻ những gì mà thường thấy được hàng ngày Thường suy nghĩ như thế nào thường chia sẻ với bạn mà thôi Quyết định là quyết định của bản thân các bạn và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Nhưng mà nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội thì cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter. Các bạn theo dõi thì các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể tham gia vào những bonus từ sàn MT hay là sàn Bybit bấm vào cái link màu vàng trên màn hình để đăng ký group tín hiệu trên miễn phí hay là các bạn có thể tìm hiểu những thông tin như là sàn SNDX hay là sàn Fashion Moon XBT cũng như những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ có thể tìm hiểu sàn Binance US hay là sàn Coinbase đây là những sự lựa chọn còn cho những người thích giao dịch altcoin mà sống ở Hoa Kỳ cũng như những cái dịch vụ như là BlockFi và CryptoCoin một lần nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.